Lạc giáo và sự ra đời của Kinh Tin Kính. Thời kỳ từ những năm đầu cho đến thế kỷ thứ 5, giáo hội đã phải đối mặt với nhiều thách thức về sự hiểu biết đúng đắn về Chúa Giêsu Kitô và bản chất của Thiên Chúa. Những sai lầm này không chỉ gây nhầm lẫn mà còn đe dọa đến sự cứu rỗi của các tín hữu, buộc giáo hội phải đưa ra những định nghĩa chính xác về đức tin, qua đó định hình Kinh Tin Kính và các giáo lý quan trọng khác. Lạc giáo và sự nhấn mạnh quá mức vào một khía cạnh chân lý. Lạc giáo thường xuất phát từ sự nhấn mạnh quá mức vào một khía cạnh của chân lý đến mức phủ nhận những khía cạnh quan trọng khác. Chẳng hạn, lạc giáo Adoptionism và phiên bản sau của nó, Arianism, là những nỗ lực chân thành để bảo vệ thuyết độc thần. Những người theo thuyết này tin rằng chỉ có thể có một Thiên Chúa, nhưng họ đã không hiểu đúng về giáo lý ba ngôi. Kết quả là, họ phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu, nhấn mạnh quá mức tính nhân loại của Ngài. Họ cho rằng Chúa Giêsu không thể là Thiên Chúa vì Thiên Chúa là duy nhất, dẫn đến việc họ chỉ nhìn nhận Chúa Giêsu như một con người mà không phải là thần linh. Ở chiều ngược lại, các lạc giáo như Docetism và Gnosticism bắt đầu với ý tưởng rằng Chúa Giêsu là thần linh, nhưng họ không thể chấp nhận rằng Ngài có thể sống một cuộc đời con người thực sự. Họ từ chối tin vào sự kiện Ngôi Lời đã làm người, nhấn mạnh thần tính của Ngài và phủ nhận tính nhân loại thực sự của Ngài. Như vậy, các lạc giáo này đã làm méo mó hiểu biết về bản chất của Chúa Giêsu, gây ra sự sai lệch nghiêm trọng trong đức tin Kitô giáo. Lạc giáo buộc giáo hội phải làm rõ giáo lý của mình. Từ những nhận định sai lầm trên, chúng buộc giáo hội phải làm rõ và củng cố giáo lý của mình. Chính sự xuất hiện của các lạc giáo mà các giáo phụ đã có cơ hội để xác định và khẳng định rõ ràng các giáo lý chính thống của Kitô giáo. Chúng ta có thể thấy sự đối đầu này ngay trong Tân Ước, khi cả Thánh Phaolô và Thánh Gioan đều phải đối phó với những dấu hiệu đầu tiên của lạc giáo Docetism. Thánh Gioan đã khẳng định tính nhân loại thực sự của Chúa Giêsu trong thư thứ nhất của mình, căn cứ vào điều này. Anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa, thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. 1 Ga 4:2. Sự đối đầu với các lạc giáo đã đạt đỉnh điểm tại công đồng Nicaea vào năm 325 sau Công Nguyên, khi giáo hội phải đối phó với lạc giáo Arianism. Tại đây, Kinh Tin Kính Nicene đầu tiên đã được viết, khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đồng bản tính với Chúa Cha, nhằm bác bỏ quan điểm của Arianism. Sau đó, Kinh Tin Kính này được hoàn thiện thêm tại công đồng Constantinople vào năm 381 sau Công Nguyên, với việc bổ sung các giáo lý về Chúa Thánh Thần. Kết quả của những nỗ lực này là Kinh Tin Kính Nicene, một bản tóm tắt có thẩm quyền về giáo lý chính thống của Kitô giáo, phản ánh sự phản bác chính thức đối với các lạc giáo thời kỳ đầu. Lạc giáo không bao giờ biến mất hoàn toàn. Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao giáo hội không thể để mọi người tự do tin vào những gì họ muốn? Câu trả lời nằm ở chỗ tất cả các lạc giáo đều mâu thuẫn với chân lý được mặc khải. Chân lý này được dùng để dẫn dắt chúng ta đến sự cứu rỗi. Mỗi lạc giáo, dù có vẻ nhỏ nhặt đến đâu, đều có tiềm năng dẫn người ta xa rời con đường cứu rỗi vì nó khuyến khích họ đặt niềm tin vào một Thiên Chúa giả và một Đức Kitô giả. Các lạc giáo vẫn tiếp tục xuất hiện dưới các hình thức khác nhau trong suốt lịch sử và vẫn tồn tại đến ngày nay. Chẳng hạn, các biến thể hiện đại của Adoptionism và Arianism có thể được tìm thấy trong các nhóm như Chứng Nhân Jehovah, Nhất Vị Thần Giáo. Như vậy, các lạc giáo không chỉ là những hiện tượng lịch sử, mà chúng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống đức tin của nhiều người ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức rõ rằng giáo lý đúng đắn là quan trọng, và không phải mọi niềm tin đều dẫn đến sự cứu rỗi. Việc hiểu rõ các lạc giáo giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, người đã chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.